Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 này thì đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì đội tuyển nữ Việt Nam ra sân với 11 cái tên, và trong đó có những gương mặt mới, cũng có những cựu binh. Và đó đều là những sự kết hợp mà chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Đây là lần chạm bóng đầu tiên của Trần Thị Thúy Nga, một tân binh của SEA Games. Mặc dù Thúy Nga là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất cùng với Huỳnh Như, cùng với Trần Thị Thu, thế nhưng đây mới là kỳ SEA Games đầu tiên của cầu thủ này. Thu Thảo, đây là Diễm My, Mỹ Anh, Hải Linh. Trong những buổi tập gần đây cũng như là những giải đấu chuẩn bị cho SEA Games 32 thì Hải Linh được huấn luyện viên Mai Đức Chung sử dụng trong vai trò trung vệ, và ngày hôm nay Hải Linh cũng ra sân với vị trí này. Pha phối hợp đầu tiên của cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Dương Thị Vân. Đó là pha mở bóng của Dương Thị Vân cho Mỹ Anh. Dương Thị Vân sẽ là cái tên mà chúng ta sẽ còn nhắc tới rất nhiều tại SEA Games này, cũng như là những giải đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Một cầu thủ nhỏ con nhưng có tầm ảnh hưởng rất lớn lên lối chơi của toàn đội. Khá hay! Nếu như quý vị khán giả chưa quên thì đúng một năm về trước, Dương Thị Vân chính là cầu thủ đã truyền đường truyền quyết định để loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan và đưa bóng đến chân của Huỳnh Như. Và sau đó thì Huỳnh Như đã ghi bàn thắng quyết định để mang về tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ 7 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thu Thảo. Cú sút của Hải Yến, bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là một tình huống xử lý ở đẳng cấp cao của Phạm Hải Yến. Rất tuyệt vời. Thủ môn của đội tuyển nữ Malaysia có lẽ cũng không nghĩ rằng Hải Yến sẽ thực hiện một pha dứt điểm một chạm như vậy. Đó là những bài tấn công mà chúng ta đã tập luyện rất nhiều. Đây là Thu Thảo. Huỳnh Như. Huỳnh Như nhả bóng lại cho Bích Thùy. Dương Thị Vân. Hải Linh. Hải Linh đang chơi ngày một chững chạc hơn. Tuổi 22 thì Hải Linh đã có khá nhiều năm góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Hoàng Thị Loan. Hoàng Thị Loan đã quyết định đột phá, nhưng pha chạm bóng cuối cùng Hoàng Thị Loan bóng đi hơi mạnh. Cướp bóng rất hay. Vẫn là cầu thủ áo đỏ Huỳnh Như. Huỳnh Như xoay sở. Vẫn là Huỳnh Như, dứt điểm không? Không được rồi. Rất đông cái bóng áo vàng đã ập vào tình huống vừa rồi. Cầu thủ Malaysia có một tình huống phản công khá nguy hiểm. Nhưng thật may là mọi thứ đã được giải nguy. Đấy rồi, Dương Thị Vân ghi bàn đi, không vào, bóng đập xa ngang, không vào. Vẫn còn, không được rồi, quá đáng tiếc, bóng đập xa ngang tình huống vừa rồi. Cầu thủ dứt điểm là Mỹ Anh. Quá đáng tiếc cho đội tuyển nữ Việt Nam, chút nữa tỷ số là 2-0. Mỹ Anh có một tình huống đối mặt và đã dứt điểm ngoài tầm với của thủ thành Abu Razak. Nhưng xà ngang vẫn đang quay lưng với số 2 của Việt Nam. Cùng thời điểm này thì đội tuyển U22 Việt Nam cũng đang thi đấu các bạn nhé. Thật là hiếm hoi ở một kỳ SEA Games mà cả bóng đá nam và bóng đá nữ Việt Nam thi đấu cùng một khung giờ. Hãy
Tại SEA Games năm nay thì đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng A với các đối thủ Philippines, Myanmar và Malaysia. Trong khi đó bảng B có Campuchia, Thái Lan, Singapore và Lào. Rõ ràng bảng A của đội tuyển Việt Nam có một chút gì đó nặng hơn so với bảng B. Nhưng với thực lực của các cô gái thì tôi vẫn tin là chúng ta hoàn toàn có thể có một tấm vé ít nhất là vào chung kết đã. Còn chức vô địch bóng đá nữ thì chắc chắn rồi, đó là mục tiêu tối thượng của đội tuyển nữ Việt Nam. Các cô áo đỏ đang chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Cũng không có gì quá phải vội vàng cả khi sức tấn công của Malaysia không phải là quá đáng ngại và tỷ số chúng ta cũng đang dẫn với hai bàn an toàn thôi. Chúng ta cứ đá chậm, thong dong và tấn công khi cần thiết thôi. Đẩy nhanh trận đấu ở một khoảng phút nào đó. Mỹ Anh phạm lỗi rồi. Cầu thủ vừa phạm lỗi là số 22 Kaura Nanura. Từ đầu trận đến giờ thì Nanura đang bị Mỹ Anh và Hoàng Thị Loan làm khổ ở bên hành lang cánh trái cho tấn công của Việt Nam. Bóng được rồi. Mỹ Anh đang chạy. Huỳnh Như đang xin bóng ở phía trong. Mỹ Anh hơi khó cho Mỹ Anh. Bóng lại đến chân của Mỹ Anh rồi. Phạm lỗi không? Vậy là đã có một tình huống phạm lỗi và quả đá phạt cách bên hành lang cánh trái rồi tấn công của đội tuyển Việt Nam. Trước bóng đang là số 22 Mỹ Anh và số 15 Bích Thủy. Chúng ta cùng đợi xem liệu Bích Thủy có sút thẳng hay không. Bích Thủy sút thẳng. Huỳnh Như không được rồi. Huỳnh Như lại bỏ lỡ cơ hội một lần nữa. Bàn thắng vẫn chưa đến với tiền đạo của Lanh FC cũng như đội tiền đạo chủ lực của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Rất đáng tiếc. Thank you.
Hoàng Thị Loan là rất thoáng. Bóng vẫn đến chân Hoàng Thị Loan. Không được rồi. Siva Kuma rất khỏe và nhanh, nhưng Hoàng Thị Loan lại lấy được bóng. Một chút bó vàng đã kịp về bóng lót cho Siva Kuma. Wow, liên tục qua 4 cầu thủ áo đỏ. Hậu vệ Siva Kuma của Malaysia vừa mới quả đi bóng rất hay. Huỳnh Như, cơ hội của Huỳnh Như, quả tạt của Huỳnh Như vào rồi, 3-0. Phản lưới nhà, vậy là một hậu vệ của Malaysia đã phản lưới nhà sau quả tạt của Huỳnh Như. Hơi tiếc một chút thì tên của Huỳnh Như sẽ không được điền lên bảng tỷ số. Phút thứ 35 và tỷ số là 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tỷ số phản ánh theo tôi thì vẫn chưa đúng cục diện trận đấu này đâu. Nếu chuẩn chỉ hơn, chúng ta hoàn toàn có thể thắng đậm hơn ngay từ trong hiệp 1 rồi. Theo tôi vừa rồi là một bàn phản lưới hậu vệ Malaysia, nên Huỳnh Như khó có thể được điền tên lên bảng tỷ số. Phạm lỗi rồi. Một quả treo bóng hơi nhẹ của hậu vệ bên phía Malaysia và đội tuyển Việt Nam cướp được bóng. Phản công rất hay. Hải Yến, đây là Hải Yến, cầu thủ mở tỷ số. Ồ, pha tiếp bóng hơi ẩu của Hoàng Thị Loan. Các cổ viên trên sân rơi vào khoảng 4.000 người thì chắc phải có khoảng 3.000 cổ động viên là của Việt Nam. Không được rồi. Mỹ Anh đã lấy được bóng. Mỹ Anh định qua người nhưng không thành công. Đây là Justin. Một vài cổ động viên của Malaysia đang nói rằng cầu thủ số 5 của Việt Nam Hoàng Thị Loan rất đẹp trai. Mỹ Anh không được rồi, hơi khó, có tận 3 cái bó vàng vây ra một tình huống vừa rồi. Huỳnh Như, đây là Hải Yến. Hải Yến đối mặt Việt vị rồi. Hải Yến đã khựng lại khi nhận ra mình đã rơi vào tư thế Việt vị.
Bích Thùy đã có một tình huống chuyền bóng hơi sớm. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Các bạn nhận xét như thế nào về hiệp 1 giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Malaysia? Các bạn hãy để lại nhận định dưới phần comment nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tình huống thi đấu không tập trung của các cầu áo đỏ, nhưng Dương Thị Vân đã ngay tức cướp được bóng. Huỳnh Như, Mỹ Anh đang di chuyển rất thoáng. Mỹ Anh quả tát không được, vẫn là Mỹ Anh không được rồi. Thời gian bù giờ của hiệp 1 trận đấu là 3 phút. Phạm lỗi rồi. 3 phút bù giờ. Đường chuyền Mỹ Anh. Mỹ Anh có rất nhiều bóng trong hiệp 1 này, nhưng đường chuyền vừa rồi là hơi sâu. Sitting Saidi. Đường chuyền hơi ẩu của Saidi và đội tuyển Việt Nam đã lấy được bóng. Hải Yến. Liệu đến ở chỗ Huỳnh Như không? Không được rồi. Phạt góc cho các cô áo đỏ. Tình huống đi bóng của Hải Yến. Đánh đầu. Một tình huống bắt bóng chơi với của thủ thành Adurazak. Dương Thị Vân. Mỹ Anh. Quả treo của Mỹ Anh. Huỳnh Như. Và tiếp bóng lần đầu không tốt Huỳnh Như. Sau đó lại một cú đá bồi Huỳnh Như nhưng không thành công. Hải Linh. Đường bấm bóng của Hải Linh không chính xác. Cố may đánh chặn. Dương Thị Vân vẫn đang hoạt động trơn tru và hiệu quả trong hiệp 1 này. Cô liên tiếp có những pha cắt bóng cũng như là cầu nối tịnh tiến của bóng của đội tuyển nữ Việt Nam. Đưa chuyền của Dương Thị Vân. Huỳnh Như. Hết hiệp 1 rồi. Hẹn gặp lại các bạn sau 40 phút nữa. Chúng tôi sẽ vẫn trực tiếp trọn vẹn trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Các bạn hãy đừng rời bỏ kênh sóng nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với những diễn biến của trận đấu ra quân đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Malaysia. Trận đấu trong khuôn khổ bảng A môn bóng đá nữ của SEA Games 32. Và quý vị có thể thấy trên màn hình thì đã có những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Chúng ta đã nhìn thấy Thanh Nhã và Thái Thị Thảo xuất hiện trên sân. Hai của trận đấu đã bắt đầu. Sau khi kết thúc 45 phút đầu tiên thì chúng ta đang dẫn trước đội bạn với tỷ số 3-0. Và trận bóng đầu tiên của Nguyễn Thị Thanh Nhã, cầu thủ đã vừa được vào sân trong hiệp 2.
Trong hiệp hai này thì hai đội đổ sân và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Hình của quý vị khán giả, đây là Thái Thị Thảo. Có vẻ như là Thái Thị Thảo đã vào sân để thay cho Dương Thị Vân. Đúng là như vậy. Thái Thị Thảo sẽ đóng vai trò là tiền vệ trụ. Trong hiệp 1 thì Dương Thị Vân cũng đã chơi rất tốt, là điểm trung chuyển cho mọi đường truyền, mọi đường lên bóng của đội tuyển nữ Việt Nam. Màn trình diễn áp đảo trong hiệp 1 đã giúp cho huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể tự tin và có những sự điều chỉnh tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ được thi đấu trong hiệp 2 này. Ba bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam trong hiệp 1 thì do công của Hải Yến, của Bích Thùy và bàn thắng thứ 3 là pha lập công của Huỳnh Như. Trước đó là tình huống mà Huỳnh Như đã chuyền bóng vào chân của đội bạn và bóng đổ hướng bay vào lưới khiến cho thủ thành Malaysia không kịp phản ứng. Hoàng Thị Loan, đây là Mỹ Anh, rất thoáng. Được anh nhã cú sút bóng rơi sang ngang. Việt Nam xuống đập đầu là Karadi lê đập rắm thì Bích Mùi nghĩ cờ dìm chính nhưng lê đập rắm mũi thì vận động chính chúng nó với mình là còn lê đập mũi thì thở thấy nhưng lê đập rắm mũi thì vắng ngư dìm. Cô gái của chúng ta, nếu như trận ra quân thắng tưng bừng thì đó là một ngày thật sự là tuyệt vời đối với bóng đá Việt Nam. Thanh Nhã bóng này rồi cột dọc quá đáng tiếc cho Thanh Nhã. Vừa vào sân thì hai cơ hội của Thanh Nhã, một trội sang ngang, một đi vào cột dọc. Có những cầu thủ giúp cho đội bóng này có thể kiểm soát thế trận, chưa nói tới là việc phối hợp. Mỹ Anh nguy hiểm, đó là tình huống đệm bóng của Thu Thảo. Bóng đã đi ngang qua trước khung thành của Malaysia, Thanh Nhã không thể chạm vào bóng. Có tình huống sau đó của Thu Thảo, bóng lại không chính xác. Năm nay thì cả 3 trận đấu tại vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam đều diễn ra vào lúc 16 giờ. Và với những tín hiệu về mặt thời tiết mà các phóng viên của VTV Cup cung cấp tại Campuchia lúc này thì thực sự đó là một khung giờ không thuận lợi cho chúng ta. Trời nắng nóng khiến các cầu thủ dễ mất sức. Nhưng hiện tại thì có vẻ như trên sân trời đang đổ mưa. Hôm nay nhiệt độ dịu mát hơn và điều đó cũng giúp cho các cô gái của chúng ta thi đấu với một nền tảng sung sức hơn. Bên phía đội tuyển Malaysia chuẩn bị có sự thay đổi người.
cho Mỹ Anh không được, người mạnh. Có rất nhiều phương án để mình lựa chọn ở góc sút này. Quỳnh Như có lẽ Quỳnh Như muốn phối hợp với Thu Thảo, nhưng quả trao bóng vừa rồi của Quỳnh Như bóng đi hơi cao. Quỳnh Như sẽ chỉ có một quả phát bóng lên cho đội tuyển Malaysia. Trong những phút vừa qua thì Quỳnh Như đang thi đấu lệch trái. Thành Nhã vào sân đang đảm nhiệm cánh phải. Chủ phòng ở chính trung tâm vẫn là Hải Yến. Đây là một tình huống lên bóng của đội bạn nhưng không thể vượt qua được Hải Linh. Rất tốc độ Vạn Sự. Điểm mạnh của Vạn Sự đó là sự lắt léo, là tốc độ, nhưng điểm yếu của cầu thủ này là thể hình. Sự là một trong những cầu thủ nhất bên phía đội tuyển Việt Nam, nên điều này cũng sẽ khiến cho Vạn Sự gặp những bất lợi khi mà chơi ở vị trí tiền đạo. Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, quá hay, truyền cho Vạn Sự. Vạn Sự và Thái Thị Thảo là hai cầu thủ đồng hương, đó là hai cầu thủ quê ở Nghệ An. Hải Yến rất hay, chưa vào. Chuyền dài của đội bạn khá chính xác, nguy hiểm quá. Rất may là cú sút của tiền đạo mang số 12 Justin, bóng lại không đi vào lưới. Khổng Thị Hằng gần như đã đứng yên trong tình huống này. Trong chúng ta có Huỳnh Như, có Vũ Thị Hoa, cầu thủ có khả năng chơi đồng tốt. Chí đây hoàn toàn có thể là một tình huống sút thẳng về khung thành của Malaysia. Quả treo bóng của Thái Thị Thảo. Không có phạt góc cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và xác định là bóng đã không chạm bất cứ một cầu thủ nào áo vàng. Thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta đã có một hiệp 2 chưa thực sự hiệu quả. Thùy Trang, Hoàng Thị Loan, trước một Malaysia thi đấu phòng ngự với số đông. Nữ Việt Nam thực sự đã gặp nhiều khó khăn và cũng có đôi lúc bế tắc. Hải Linh. Hoàng Thị Loan. Bóng. Sau đó thì Hoàng Thị Loan đã lấy lại được bóng. Vạn Sự. Vũ Thị Hòa. Vạn Sự cũng được. Quý Nga.
còn khoảng một vài phút bù giờ nữa để có thể tìm kiếm thêm bàn thắng cho mình và tạo ra một lợi thế lớn hơn nữa về mặt hiệu số. Thùy Trang, Thái Thị Thảo, thì bạn đang có một cầu thủ nạp sân. Trọng tài vẫn đang cho trận đấu tiếp tục. Cầu thủ bên phía đội bạn đang cần tới sự chăm sóc của các bác sĩ. Lỗi của cầu thủ Malaysia đối với Hải Linh. Giây cuối cùng của trận đấu. Đây là kết quả của trận ra quân tuyển nữ Việt Nam. Là trọng tài chính đã đổi còi khép lại trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Malaysia. Chung cuộc của chúng ta. Alo, người xem nghe nhé. Trong lập đội tuyển Malaysia đang chọn ra đội quân của tây Việt Nam với Malaysia tổn. Lấy đi anh chàng các em. Full time score in Vietnam 3, Malaysia 0.